Chiều qua ngày 5 tháng 10, đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Quế, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre và chủ đầu tư để nắm tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất đối với dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương. Dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương được giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Bến Tre làm chủ đầu tư. Đến nay, chủ đầu tư đã thi công hoàn thành 100% khối lượng công việc của hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên phần đất được giao. Nhà đầu tư đã bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 để Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, bao gồm các hạng mục điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công cộng, công viên, cây xanh, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, trại xử lý nước thải, hệ thống thông tin liên lạc. Công trình chợ dân sinh đã thi công hoàn thiện 100%, chủ đầu tư đang tổ chức bàn giao để Ủy ban nhân dân thành phố quản lý và bố trí cho tiểu thương. Theo quy hoạch được phê duyệt, nhà đầu tư đã để lại diện tích đất ở gần 3.445 m², 39 nền để bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án và tiếp tục đồng ý tăng thêm 1.955 m², 23 nền đất ở thương mại để bố trí tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng bởi công trình đại lộ Đông Tây. Tổng số 62 nền tái định cư đã được bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố bố trí cho các hộ dân. Tại buổi làm việc, chủ đầu tư kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, chính quyền các đoàn thể địa phương hỗ trợ để nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hoàn thành trong năm 2021 để dự án được thi công đồng bộ và sớm đưa vào khai thác. Về diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội chưa được các sở ngành thống nhất, chủ đầu tư đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng. Trong thời gian chờ ý kiến Bộ Xây dựng, cho phép nhà đầu tư được kinh doanh toàn bộ phần đất ở không xây thô theo quyết định số 1827 ngày 2 tháng 8 năm 2021. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quế, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát, đánh giá cao công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công của Ủy ban nhân dân thành phố và chủ đầu tư. Trong thời gian tới, ông đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục phối hợp với các đoàn thể chính quyền địa phương để nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ có ý kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ công trình đại lộ Đông Tây để hai dự án này hoàn thành cùng lúc.